Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga chút đoàn thù ác liệt, Ukraine rơi vào thế nguy chưa từng có. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua diễn biến ác liệt khi Nga mở đợt công kích với quy mô chưa từng thấy trong nhiều tháng vào Ukraine. Nga tiếp tục mở rộng lãnh thổ, trong khi Ukraine mất thêm đất và rơi vào tình trạng thiếu nguồn lực để cầm cự và tái chiếm. Chuyên gia Nga, Moscow cần học Mỹ để kiểm soát không phận chiến sự. Theo chuyên gia, Nga có thể rút ra kinh nghiệm từ hoạt động chế áp lực lượng phòng không, không quân Iraq của Liên quân Mỹ trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Cuối năm 2023, tin xấu liên tiếp ập tới với quân đội Ukraine. Nga bắt đầu có những tin tức tích cực trên chiến trường, trong khi Ukraine về cơ bản đã phải rút vào thế phòng ngự toàn diện từ tháng 11. Truyền thông phương Tây liên tiếp đưa những tin xấu từ Ukraine. Hamas xem xét kế hoạch ngừng bắn khi xung đột lan rộng ở Trung Đông. Có thông tin Hamas đang xem xét kế hoạch ngừng bắn của Ai Cập bao gồm 3 giai đoạn. Ngừng bắn có thời hạn, trao đổi con tin Israel và người Palestine đang bị giam trong các nhà tù của Israel. Và cuối cùng là lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Sau đây là những thông tin chi tiết. Nga chút đòn ác liệt, Ukraine rơi vào thế nguy chưa từng có. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 29 tháng 12, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 29 cuộc tấn công của quân Nga tại các thành phố Kupian, Bakhmut, Adivska, Mariska, tỉnh Donetsk và Zaporozhia, tỉnh Zaporozhia, theo hãng thông tấn Ygriform. Riêng ở tảng ngạn sông Dnipro, tỉnh Khách Sơn, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo rằng Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi cứ điểm và đã cố gắng tấn công các đơn vị của Ukraine ở khu vực này 9 lần trong ngày qua, nhưng không thành công. Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã tấn công 10 khu vực tập trung nhân lực, khí tài và 3 hệ thống tên lửa phòng không của Nga trong ngày 29 tháng 12. Ngoài ra, các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine cũng tấn công 2 cụm nhân lực, khí tài và thiết bị quân sự, 3 khẩu pháo, 5 kho đạn và 2 mục tiêu quan trọng khác của đối phương theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Ngày qua Nga thực hiện 134 cuộc tấn công bằng tên lửa 60 cuộc không kích và 36 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Đáng chú ý, theo Igreform, dạng sáng ngày 29 tháng 12 theo giờ địa phương, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào các thành phố trên khắp Ukraine. Theo đó, Moscow đã nã khoảng 160 tên lửa các loại và triển khai lượng lớn máy bay không người lái UAV vào Ukraine. Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này bắn hạ 88 tên lửa KH-101, KH-555, KH-55 và 27 UAV Sahes-136-131 do Nga phóng. Theo Ukraine, cuộc tấn công ngày 29 tháng 12 là đợt tấn công trên không ác liệt nhất của Nga trong gần hai năm qua. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine ông Iho Klimenko cho biết có 30 người đã không qua khỏi sau cuộc tấn công. Ngoài ra, vụ tấn công cũng làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông và gây mất điện ở nhiều khu vực. Ngày 29 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân đội Nga đã thực hiện loạt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine trong tuần qua, theo đài RT. Theo bộ này, các mục tiêu của cuộc tấn công là các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng sân bay, quân sự và kho chứa đạn pháo, UAV của Hải quân, khí tài và nhiên liệu cho các phương tiện quân sự, cũng như các vị trí của quân đội Ukraine tất cả các mục tiêu đều bị tấn công, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Cùng ngày, phát ngôn viên nhóm lính Battle Group Center của Nga, ông Alexander Shapshak nói rằng quân Nga đã tấn công 4 căn cứ Ukraine tại thành phố Chechnitsky, tỉnh Chechnitsky, tại thành phố Liman, tỉnh Donetsk, khiến đối phương mất hơn 200 binh sĩ, một xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh, một hệ thống pháo tự hành Paladin và một hệ thống pháo tự hành Goriska. Tại Kherson, Nga tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến 60 binh sĩ Ukraine và phá hủy nhiều trang thiết bị của đối phương trong 24 giờ qua. Nga cũng tố Ukraine pháo kích vào Donetsk 69 lần, bằng hơn 230 quả đạn trong ngày 29 tháng 12. Trên lãnh thổ Nga, tỉnh trưởng tỉnh Belgros, ông Vyacheslav Glaskov báo cáo về vụ pháo kích hàng loạt của Ukraine vào nhiều khu vực khác nhau của Belgros, khiến một người không qua khỏi. Cụ thể, theo ông Laskov, Ukraine bắn hơn 60 quả đạn và phóng một số UAV vào các khu vực đông dân cư ở Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 13 quả đạn của Ukraine ở Belgorod trong ngày qua. Chuyên gia Nga, Moscow cần học Mỹ để kiểm soát không phận chiến sự Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, một trong những chủ đề cấp bách được các chuyên gia Nga nghiên cứu là vấn đề chế áp hệ thống phòng không đối phương các nhà phân tích của kênh Telegram, người cung cấp thông tin quân sự đã bình luận về điều này vào ngày 28 tháng 12. Tài liệu lưu ý rằng các chuyên gia thường nhắc lại kinh nghiệm không quá xa nhưng rất mang tính khuôn mẫu của Hoa Kỳ và các đồng minh khi họ thực hiện chiến dịch bão táp sa mạc ở Iraq để so sánh với cuộc xung đột Nga Ukraine hiện nay. Tuy nhiên, quy mô lực lượng và phương tiện tham gia trấn áp lực lượng phòng không Iraq và hiệu quả của nó đã bị đánh giá thấp rất nhiều so với những gì chiến dịch này đã mang lại trong chiến thắng nhanh chóng của phương Tây. Cần phải nhớ lại rằng vào ngày 17 tháng 1 năm 1991, một cuộc không kích quy mô lớn của lực lượng liên quân phương Tây do Mỹ, Anh lãnh đạo đã được bắt đầu triển khai nhằm tạo điều kiện một cuộc tấn công lớn trên bộ được phát động trên toàn bộ lãnh thổ Iraq ngày 17 tháng 1 năm 1991 cho đến hết ngày 23 tháng 2 năm 1991, 700 đến 800 phi vụ oanh kích được thực hiện mỗi ngày và đến ngày 24 tháng 2, chiến dịch trên bộ mang tên Chiến dịch Thanh kiếm sa mạc Operation Desert Escort được hỗ trợ bởi lực lượng không quân đã bắt đầu diễn ra. Cuộc giao tranh trên bộ kéo dài 4 ngày và đến ngày 28 tháng 2 năm 1991, quân đội Iraq đã ngừng kháng cự dọc toàn bộ chiến tuyến. Trong bối cảnh không phận Kuwait và Iraq bị không quân, liên quân khống chế hoàn toàn, bởi lực lượng phòng không và không quân Iraq hoàn toàn bị tê liệt. Thành công nhanh chóng trong chiến dịch thanh kiếm sa mạc được cho là có sự đóng góp lớn lao của chiến dịch bão táp sa mạc, đặc biệt là việc lực lượng liên quân phương Tây đã sử dụng trên diện rộng các phương tiện tác chiến điện tử và công nghệ tàng hình để vô hiệu hóa lực lượng phòng không khá mạnh của Iraq. Trong nhóm tác chiến chống lực lượng phòng không của Iraq năm 1991, chỉ có 108 máy bay tác chiến điện tử thực thụ của lực lượng không quân và hải quân, ví dụ như là EF111 và EA6 và cả EC-130H. Tổng số máy bay tác chiến điện tử, cả tác chiến điện tử thuần túy và những máy bay có khả năng sử dụng khí tài tấn công điện tử lên tới 176 chiếc. Ngoài ra còn có 36 chiếc máy bay tiêm kích bom tàng hình F-117 Night nice Talks được sử dụng để vượt qua các hệ thống phòng không. Các nhà phân tích của kênh thông tin Telegram này cho biết thêm, trong đêm đầu tiên tên lửa chống radar còn gọi là tên lửa chống bức xạ đã được liên minh đa quốc gia sử dụng với số lượng lên đến hơn 100 quả đạn tấn công đồng loạt tới các mục tiêu phòng không của Iraq tính tổng cộng trong cả chiến dịch bạo táp sa mạc hơn 2.000 quả tên lửa chống radar các loại đã được sử dụng để tàn phá các đài radar của các hệ thống phòng không của Iraq Ngoài ra, lực lượng không quân của Liên quân phương Tây còn sử dụng đến hàng nghìn đơn vị khí tài khác, bao gồm cả các loại tên lửa, đạn có độ chính xác cao để đánh vào các trạm radar và bệ phóng tên lửa phòng không của Iraq. Ngoài ra, các cuộc tấn công tên lửa và oanh kích của Liên quân còn băm nát các sân bay, phá hủy vô số máy bay, đồng thời đánh phá làm tê liệt các trung tâm liên lạc, xử chỉ huy của các lực lượng Iraq. Chính đòn đánh phủ đầu và sự duy trì mật độ tập kích trên không kéo dài trong 3 tuần đã giúp cho liên quân phương Tây làm chủ hoàn toàn không phận Iraq và Kuwait, chi viện đắc lực cho lực lượng mặt đất của liên quân đánh bại quân đội Iraq vốn không hề yếu chỉ trong vòng 4 ngày. Đây là một ví dụ điển hình về sự kết hợp hoàn hảo, các phương án tác chiến được chuẩn bị thực sự nghiêm túc trong thời bình và chủng loại, số lượng các loại đạn để chuẩn bị đè bẹp một đối thủ có lực lượng phòng không trang bị đầy đủ cả về số lượng và chất lượng so sánh với chiến dịch bão táp sa mạc chuyên gia chỉ ra rằng nga đã không có sự kết hợp hoàn hảo các phương án tác chiến chống lực lượng phòng không và không quân ukraine cũng không có sự kết hợp việc sử dụng các lực lượng tác chiến điện tử các tên lửa chống radar và tên lửa tấn công chính xác Do đó, các đợt tấn công tên lửa của Nga không có hiệu quả tàn phá các tổ hợp phòng không, không phá hủy được các sân bay và số lượng lớn máy bay của Ukraine, dẫn đến việc các lực lượng này vẫn có khả năng giáng trả lại các chiến đấu cơ và máy bay tiêm kích bom của Nga. Do không làm chủ được hoàn toàn không phận Ukraine, Nga đã không thể sử dụng rộng rãi máy bay ném bom tiền tuyến để ểm trợ lực lượng mặt đất, dẫn đến việc trong những ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đã không thành công, buộc Moscow phải rút quân khỏi khu vực thủ đô Ukraine. Các hướng tấn công khác trên mặt đất cũng gặp nhiều khó khăn khi hầu như phải sử dụng trên quy mô lớn các khí tài lục quân và các phương tiện tấn công không người lái cỡ nhỏ, nên tiến triển rất chậm, khiến cho cuộc xung đột đã kéo dài sang đến năm thứ hai. Một vấn đề khác là việc không kiểm soát được không phận đã khiến cho các đòn đánh của máy bay Ukraine cũng gây khá nhiều thiệt hại nặng nề cho các tàu chiến, hệ thống phòng không và các công trình quan trọng của Nga, đặc biệt là làm thu hẹp đáng kể khả năng của hạm đội Biển Đen. Chuyên gia cho rằng, có thời điểm Điện Kremlin đã chủ quan, thiếu chuẩn bị nghiêm túc cho đòn đánh đầu tiên khi quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nếu có sự chuẩn bị chu đáo như chiến dịch của Liên quân Mỹ, có lẽ cuộc xung đột Nga-Ukraine đã sớm kết thúc. Cuối năm 2023, tin xấu liên tiếp ập tới với quân đội Ukraine. Nga bắt đầu có những tin tức tích cực trên chiến trường trong khi Ukraine về cơ bản là phải rút vào thế phòng ngự toàn diện từ tháng 11. Truyền thông phương Tây liên tiếp đưa những tin tức xấu từ Ukraine. Tin sâu đến trước hết từ phía con người, mặc dù tổn thất về quân số của Ukraine vẫn được giữ bí mật, nhưng thông tin từ nhiều kênh khác nhau có thể cung cấp cái nhìn thoáng qua về tổn thất chung của quân đội Ukraine. Đầu tiên là số liệu được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề cập. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất hơn 380.000 người. Sau khi cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6 năm nay, đã có 159.000 quân bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đây là con số cập nhật chính thức mới nhất của quân đội Nga. Xét thấy cường độ chiến đấu từ tháng 8 đến tháng 12 không giảm, NATO thừa nhận tổn thất của quân đội Ukraina ít nhất là 300.000 người. Ngoài những thông tin này, Bộ Nội vụ Ukraina còn tiết lộ vào tháng 12 rằng, tổng số người xuất ngũ do bị thương hiện nay là 250.000 người, trong đó có 86.000 người là người khuyết tật có thể lao động. Cho đến nay, việc huy động quân số của Ukraine vẫn chưa đến mức tối đa. Đã có 1,1 triệu người được huy động vào quân đội, và quân số hiện tại của quân đội Ukraine ít nhất là 600.000 quân. Cuộc phản công tại Zaporizhia cũng khẳng định NATO không phải là một đồng minh đầy đủ. NATO hoàn toàn không quan tâm đến hoạt động thực tế chiến trường, thậm chí còn cố tình gây tổn thất cao cho quân đội Ukraine. Người dân Ukraine ngày càng không muốn nhập ngũ vào quân đội, Do lãnh đạo từ trên xuống dưới không coi trọng an nguy của người lính, mặt khác sự hỗ trợ của NATO quả thực đã đạt đến một giới hạn nhất định. Kể từ tháng 2 năm 2022, NATO đã bắt đầu huy động nguồn lực của mình để hỗ trợ Ukraine. Khi chiến tranh kéo dài, NATO ngày càng có ít nguồn cung cấp hơn. Điều này được thể hiện qua các đoạn video ghi lại các cuộc tấn công của quân đội Ukraine trong tháng 11 có 20 đoạn video ghi lại cảnh quân đội Ukraine phá hủy thành công các khẩu pháo cỡ lớn trên 122 ly của Nga, bằng chứng là thông tin địa lý từ UAV ghi lại. Các cuộc tấn công này chủ yếu sử dụng tên lửa có điều khiển M-31 phóng từ hệ thống HIMARS của Mỹ. Mặc dù quân đội Nga chịu tổn thất một số pháo, nhưng so với video hơn 40 trận pháo binh của Ukraine bị tổn thất trong tháng 8, thì phía Ukraine có ít video tấn công được xác nhận hơn. Điều này là gián tiếp phản ánh sự suy yếu của hòa lực NATO. Những dấu hiệu hỗ trợ của NATO cũng đã được bộc lộ trên các lĩnh vực chính trị trong nước Mỹ. Hiện tại, Quốc hội Mỹ đang trong kỳ nghỉ và viện trợ cho Ukraine đã buộc phải hoãn lại cho đến tháng 1 năm sau. Việc Mỹ đình chỉ viện trợ cho Ukraine chỉ có thể là do khan hiếm nguồn tài chính. Một tin xấu khác cho Ukraine là những lãnh đạo của Điện Kremlin vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Mặc dù tổn thất về người của quân đội Nga vượt xa so với sự tưởng tượng của người dân về cuộc xung đột Nga-Ukraine trước khi xảy ra chiến sự, nhưng vẫn chưa đến mức giới hạn để có thể làm chùn bước lãnh đạo cấp cao của Nga. Cho đến nay, theo thông tin từ phía Medizona và các nguồn khác, cáo phó của quân đội Nga đã chính thức vượt quá 50.000 người. Người ta suy đoán rằng số người không qua khỏi có thể lên đến gần 70.000 và tổng số thiệt hại không thể khắc phục, thậm chí có thể lên tới hơn 100.000. Nhưng dù vậy, theo Tổng thống Putin, trong số 300.000 người được quân đội Nga huy động, vẫn có 240.000 người ở chiến trường. Ngoài ra, quân đội Nga còn có tới 400.000 binh sĩ, hợp đồng, sẵn sàng tham gia chiến đấu. Điều này có nghĩa là quân đội Ukraine phải đạt được kết quả gấp 3 lần hiện tại thì mới có thể loại bỏ cơ bản sức mạnh hiệu quả của quân đội Nga trên chiến trường. Sự thăng trầm của việc huy động quân số giữa Nga và Ukraine cũng được phản ánh trong việc thành lập những đơn vị mới, Hiện tại, quân đội Ukraine đã đình chỉ việc thành lập các đơn vị mới. bốn lữ đoàn bộ binh cơ giới mới được thành lập là 41, 42, 43 và 44, cũng như một số lữ đoàn cảnh sát đã được dàn đều trên toàn bộ chiến tuyến. Ngược lại, quân đội Nga tiếp tục thành lập các nhóm tấn công mới, theo thông tin nguồn mở và thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Quân đội Nga đang sử dụng lính đánh thuê và lính hợp đồng để hình thành cụm tiến công vào cứ điểm Chasukza, nằm ở phía tây Bakhmut. Hamas xem xét kế hoạch ngừng bắn khi xung đột lan rộng ở Trung Đông. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức giấu tên của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas cho biết một phái đoàn Hamas sẽ tới thủ đô Cairo, Ai Cập trong ngày 29 tháng 12 theo giờ địa phương để xem xét kế hoạch hòa bình của Ai Cập cho xung đột Israel-Hamas. Theo quan chức trên, kế hoạch của Ai Cập gồm 3 giai đoạn, ngừng bắn có thời hạn trao đổi con tin Israel và người Palestine đang bị giam cho các nhà tù của Israel và cuối cùng là lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Kế hoạch cũng đề xuất thành lập chính phủ kỹ trị của người Palestine sau các cuộc đàm phán có sự tham gia của tất cả phe phái người Palestine. Quan chức Hamas cho biết thêm rằng phái đoàn Hamas sẽ tập trung vào cách thức cũng như số lượng con tin Israel và tù nhân Palestine được trao đổi, sự đảm bảo với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh tổn thất về dân thường ngày càng tăng và căng thẳng vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực. Theo số liệu mới nhất của cơ quan y tế Gaza, kể từ đầu xung đột Israel Hamas, đã có 21.320 dân thường Palestine ở Gaza không qua khỏi và hơn 7.000 người mất tích. Ngày 29 tháng 12, hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin có 20 người không qua khỏi trong đợt tấn công của Israel vào thành phố Dean Bala, miền Trung Gaza. Theo Wafa, vẫn còn nhiều người mất tích do bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Tổ chức Trang lưỡi liềm đỏ Palestine cũng báo cáo về người bị thương sau cuộc đột kích của Israel vào thị trấn Kabra đông Jerusalem, nơi Israel đang kiểm soát. Cùng ngày, truyền thông Syria đưa tin lực lượng phòng không nước này đã đáp trả các cuộc không kích của Israel và một số địa điểm xung quanh thủ đô Damascus, Syria. Phía Syria cho biết các cuộc tấn công của Israel đã gây tổn thất vật chất cho Syria. Mỹ ngày qua cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV và một tên lửa đạn đạo chống hạm do nhóm vũ trang Houthi Yemen phóng về phía nam Biển Đỏ. Trong khi đó, Iran ngày 29 tháng 12 đã hành quyết bốn kẻ phá hoại do cáo buộc có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad của Israel, theo hãng thông tấn Mizan, Iran. Bốn người này được cho là đã thực hiện nhiều hành động chống lại an ninh của Iran dưới sự hướng dẫn của các sĩ quan Mossad. Israel chưa bình luận về thông tin này bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại